9 giờ sáng nè, 10 giờ nè, 11, 12 giờ các bạn nhìn góc này sẽ biết nè. Đây là hướng biển nha, hướng biển nó quay nhanh lên bao nhiêu lần. Đây là cái biểu đồ so sánh nè. Tokyo Skytree thì là 634m nè. Với cái chiều cao này thì cái tòa tower mình đang đứng thì là 234m. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Chiến đang có mặt ở tỉnh Fukuoka, một thành phố thuộc tỉnh Kyushu, nơi mà có một cái tháp được lát bằng 8.000 cái gương và nó có tên gọi đặc biệt khác là tháp cánh buồm. Đó, những cái gương này nó có thể phản chiếu lấp lánh và họ trang trí ánh đèn gọi là các bóng đèn quanh năm cho cái tòa tháp này các bạn nè. Đó, ví dụ như mùa đông thì màu xanh, mùa xuân mùa hạ màu đỏ màu vàng, nó sẽ bật đèn chu kỳ theo quanh năm nha các bạn nha, không ngày nào tắt đèn hết. Đó thì và hơn nữa là khi các bạn lên trên cái tháp này nè, các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh 360 độ của cái thành phố Fukuoka này và kể cả cái cảng Hakata cực kỳ nổi tiếng, nơi có cái độ thương mại lớn ở Nhật Bản nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta theo chân Chiến đi nào, let's go. Đây là Fukuoka Tower đây các bạn nè. Đây các bạn, hai cái vé này là mỗi vé là khoảng 160.000. À, bây giờ mình sẽ đi lên thang máy để lên trên đỉnh của tháp Fukuoka Tower nha. Đấy. Còn đủ thôi. お待たせいたしました。まもなく窓側より外の景色をご覧いただけます。 Do you speak English? Okay. You can see the view outside. Welcome to Fukuoka Tower. The total height of Fukuoka Tower is 234 meters. And we are going up to the top floor, 123 meters. It takes 70 seconds by this elevator. Thank you. Thank you very much. Wow, the sky. Ở trên tầng 2 này có Sky Cafe and Dinner này. Tầng 1 thì gì đấy, Sky Play 116 là mình không biết là cái gì nè. Furniture. À, các bạn muốn đổi tiền ở đây, đổi tiền này. Có cái máy đổi tiền này. Chai. À, chị có cái góc, có góc chụp hình trên này. Chụp xuống thành phố á, mọi người đứng ở góc đấy để chụp xuống thành phố. Wow. Bên là sông giống Yokohama ha, cũng gần giống Yokohama. Sau này có chỗ ăn uống nè, mọi người đang xếp hàng để lên cái chụp hình. Wow. Sao đó ngắn gì đây? À. Đây là cái biểu đồ so sánh nè. Tokyo Skytree thì là 634m nè. Với cái chiều cao này thì cái tòa tower mình đang đứng thì là 234m. Và cái tòa Tokyo Tower cũ, cái màu đỏ đỏ là cái cũ, thì nó là 333m. Nagoya này thì mình cũng đi rồi. Ở trước cái video trước của mình thì nó khoảng 180m.
Thế này là đâu nhỉ? Kyoto Tower Hitakoto nai. À, Chiba Port Tower 125 à. À. Mà cái này thấp quá. Rất là nhiều đâu à. Đây. Cái hiện tại mình đang đứng là cái hình dáng như thế này. Đó. Cái này Osaka nè, cái này Shinsekai đúng rồi nè, cái hồi trước mình đi nè. Đấy, 108m. Oh, Yokohama. À, Marine Tower thì 106. Nói chung rất là nhiều hình dạng luôn. Cái này giống ở Odaiba ghê á. Odaiba ở, nhưng mà nó không phải, cái này ở Yokohama nè. Và chúng ta sẽ nhìn một chút sơ qua về cái từ độ cao này nhìn xuống. Đây là hướng biển nha, hướng biển đó, đó nó quay nhanh lên bao nhiêu lần, họ không ghi được bao nhiêu lần. À có giờ này, 9 giờ sáng nè, 10 giờ nè, 11, 12 giờ, các bạn nhìn góc này sẽ biết nè. Oh. Này. Ở đây người Hàn Quốc rất là nhiều cho nên các bạn thấy không? Trên đây có phiên dịch cả tiếng Hàn cho người ta xem nào. Đi ra đường là gặp người Hàn Quốc bao nhiêu luôn. Cái công ty quảng cáo ở đây cũng toàn là tiếng Hàn ngoài đường không. Ở đây. Tôi tắt đi. Đây các bạn, cái chỗ này là cái chỗ để check-in một cái góc ở cái Fukuoka Tower nè, đó mọi người đang chất ở đây. Ở đây có cái đèn dạ quang nó chiếu ấy. Nó sáng hết quần áo lên nè, thấy không? Đây cái bóng đèn ở đây. Kiểu kiểu tím tím. Cái này cái thứ gì nó cũng vàng vàng thế đấy. Đó. Mọi người đang xếp hàng rất là dài. Đấy, bây giờ mình sẽ show cho các bạn cái tầng ngay ở phía dưới cái chỗ mà cao nhất mà đứng chụp hình nha. Xếp hàng chụp hình. À, đây không biết là cái gì rồi. Game à, chơi game à. Bimbo bimbo à. Ở nó vào ô nào. Thank you for visiting. Đó, đây là góc phải chơi game. Có nút nè. Quay nút nè, quay nè. Trăm yên, hình như hết trăm yên rồi. Hát ta nè. Rồi, quay lại. Đây màn hình. Rồi chơi là bán hàng, tìm đó. Hai, cái nút. Bán xong rồi quay lên đấy nha, quay thấy nha. 1, 2. Ủa, có chết à? Ủa, bằng quá. Tốt tên, nâng cờ đi. Nắn đà, ego, nhìn không vô. Tốt tên. À, lấy may mắn đây. Để đọc coi là cái gì. Đó, ra được cái tờ giấy này. Cát là ok rồi, đại cát, tiểu cát. Đó là trò chơi Omikuji. Bốc thăm, bốc quẻ đầu năm. Tiếp tục mình sẽ đi qua đây nha. Đi qua đây coi có cái gì nè. À, có trái tim mọi người. Buồn quá đông luôn. Wow, trái tim. Coi về tổ thần linh, người yêu. Em. Ồ, cái chỗ chụp hình trái tim. Cái này là gì đây? Ví tên gì này? À, các bạn viết vào, viết một cái tờ giấy vào cái ổ khóa, xong cho vào rồi lock lại. À, khóa đây nó nhiều không? Có nhiều luôn. Đây luôn à. Cặp đôi nào mà muốn khóa nhau thì tới đây khóa nha. Ở đây mấy thằng này đâu muốn khóa nhau. Con trai khoái nhau rồi. Đây là gì nữa? Messi form thần mặt trăng. Play nữa hả? Play xong rồi móc cái tờ gì đó, Messi ở đây nè. À, ở đây có mấy tờ đen đen các bạn. Đấy, móc ra đọc. Ở đây có mấy, à cái tầng này toàn là chơi Omikuji, móc mặt thăng may mắn. Này chơi đây, bùa đó, bùa hết kia lấy con Pokemon nè. À, có mấy cái quả như này nè. Đó.
quay 500 yên rồi. Nó sẽ ra một vài cái thứ như này, những cái đồ rẻ nè, đó, 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 tàu hoặc là người hoặc là mì ramen rồi mấy con dấu kiểu. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye. Yo, thang máy 116 mét. Dạ.